theo dõi là chia sẻ đăng ký kênh cho Quốc Vườn Vlog nha cả nhà. Hôm nay mình vô đâu? Mình vô cái vườn dừa sim này á, ở gần quảng trường của Bến Tre nha cả nhà. Dạ, hồi anh ba đang ngủ. Ở nhà thấy không? Vườn nè, cỏ rác dữ lắm, cỏ quá trời cỏ luôn. Nay vườn nãy rậm quá trời cả nhà ơi. Đi luồn luồn như vậy nè mới có dừa nha cả nhà. Được cái vườn này ít cây mà sai lắm nha cả nhà. Vườn sim này mà mình mà vô sim về không có gì vậy là biết như vườn đó thì sai không à. Ngày nào bé vừa mới có được quay. Cây này hơi khó nha cả nhà, tại vì nó ngay cái dây cáp của điện đồ quá trời luôn cả nhà, cho nên phải bẻ phải kỹ. Giờ không thấy thầy ta. Nay vườn thầy cỏ quá trời luôn. Hồi xưa cái vườn này là trồng kết hợp với bưởi cả nhà. Mà bưởi rẻ quá rồi giờ lão hết trơn rồi giờ trái chỗ nhỏ nhỏ không nè cả nhà. Thấy không? Cả nhà thấy không? Quá trời luôn. Thầy tính nghỉ đó. Đi xuống đi, ổng đi ra ngoài, kéo đi ngoài đó. Bể ống nước, ổng đóng mấy triệu tiền nước á. Cái nhà thấy không? Bưởi nó lão hết trơn, thấy không cả nhà? Cỏ quá trời luôn. Nó chụp lên mấy cây dừa quá trời luôn, cỏ nó bò, mấy cây dừa con. Bên đó cũng trồng dừa nhiều lắm. Dừa sai ghê không? Dừa vườn dừa này là đẹp lắm. Dừa này mùa nghịch đó, có khi đốn 400-500 trái rồi. Cả nhà thấy không, cây nào cũng vậy đó cả nhà. Vườn dừa này sai lắm. Mấy mùa nghịch là dừa này có trái nhiều lắm, mà có trái quanh năm mà. Ai treo chứ cái dừa này, cái vườn dừa này ít khi nào treo mình bé. Mình mua năm mười mấy năm rồi chứ vườn dừa này không có nó treo. Đại cái móc cao lên bè tên đó. Dừa này mới có 7-8 năm rồi nha. Tại mình nói là đi mua dừa năm mười mấy năm thôi. Ủa anh ba đi đẩy cái quầy mới vừa này xong chạy lại đắng coi con Thảo nó có nhà không. Nhiều khi buổi sáng nó có nhà. Có
có mà xong mình mới lại. Nhớ không, chịu lại. Đi. Thôi nghĩ này, đúng, 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 kéo vô luôn nha. Còn không chịu xuống. Cả hôm qua, qua cái anh trên trầm cũng không là bình luận có em trai nhỏ tên Nhật, Nhật Tân hay gì á. Em trẻ vừa em biết anh cây tội nghiệp quá để anh chiếc thẳng. Okay. Mặt hai bên mặt trái xuống đi. Rồi đứng cái hàng khô trước. Chuyện cái đúng rồi. Cả nhà thấy không, dừa cây nào cũng sai á, thấy thương dễ sợ. Mùa này mà khan hiếm dừa mà có vườn dừa vậy là mừng lắm cả nhà ơi. Cỏ cao tới đầu. Học cái bụng luôn. Đúng rồi. Mạnh. Sao mày. Thôi được rồi, được rồi. Thôi được rồi. Thế này. Cho nghe đâu nước rồi. Năm đất nó. Mẹ năm đất kiểu này ngã vào bển không biết trong không. Rồi cả nhà thấy không, ba quà dừa thấy thương nha cả nhà, ham lắm cả nhà ơi. Hoa đậu ma đàn ông quạng hả? Ừ. Còn tí phải đi về nha. Nhiều ngày không. Giờ ngày vừa ngày bán hàng xe nha. Đúng rồi. Đây, chú. Ông Sáu ông nội ơi. Chuột này chuột nước mặn quá, chuột nó lên nó ăn ghê cái nhà. Có mấy quả dừa nước mà nó bị già cái nhà. Già cái chứ cái dừa nước này làm nước đá ăn cũng ngon lắm cả nhà. Ông ngoại đập cái quả này cơ não không ngoại? Ngon. Đừng lại, bỏ lên ha. Đừng lại. Rồi, thôi vậy chú đi. Ủa, đừng lại, đi xuống đi.
Thử cả nhà ơi, thử vừa nước về làm nước. Cái hoài này bị non. Ở có chừng được không mày? Hoài này Nhật. Hoài thằng Nhật nó trẻ này chắc đó. Nạo à. Được á. Đã ngon á. Ôi già rồi. Già đâu đưa vô sát hả Nhật? Sát vô. Cả nhà thấy già rồi. Tại vì chặt hồi nó vừa luôn mà bị vừa gãi lưỡi hái đâu có lẽ vừa nó được đâu. Tóm đầu mà chặt. Đâu anh ba yêu cả nhà coi, làm trái tiêu em yêu cả nhà coi. Cả nhà coi. Rồi xin cả nhà một đăng ký coi. Cả nhà đăng ký. Cho đăng ký ờ đúng rồi. À, một like một đăng ký nha cả nhà. Bán luôn. Mở lúc đó hôm đó thì nó mở có bơm gần mở cũng tùm không. Hôm đây là mấy cái máy bơm rồi cả nhà. Cái bơm ăn tạm mà chủ vườn. Ông trộm nó vô chủ vườn ở bên bên phường 6 á, rồi cái nó vô cái nó gỡ mấy cái máy bơm gỡ đồ bán hết trơn. Con cây được hai hoài cả nhà. Vậy là mấy thằng ông trộm nó vô nó giật luôn. Nắng quá mà tao cũng phải giật thôi. Chứ ông thầy cũng đâu có giật. Ông đâu biết. Này là mấy năm trước nước mặn, nước máy cũng mặn luôn á cả nhà. Thì thành ra ông thầy ổng xây cái bồn này để bơm nước nè, mà góp cùng năm nay thì nước mương đồ mặn chứ nước sông đồ mặn chứ còn nước máy không có mặn nha cả nhà. Ủi chùm xài nè, xài này ngọt lắm nè cả nhà, một cái chủ vườn mình không có dám thấy cái nhà thấy ông Phúc này nè, trồng dừa mà nó bị cỏ chụp lên tại thầy ít có qua chủ vườn, ít có qua vườn. Cái nhà thấy gốc khế không? Gốc khế bự dữ lắm cả nhà. Nè. Khế này người ta làm kiểng nè. Ông ngoại thấy khế ăn. Đó. Ông gốc dừa, ông ăn khế luôn. Ông biết, ông biết chua hay ngọt, ăn thử không ông ngoại? Thử cả nhà. Thế anh ba mình ăn khế luôn à. Nè. Nhớ trả vàng nha anh ba. Wow, 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 wow. Khế đẹp quá em. Ủa, chủ vườn. Đây, hôm nay mình vẽ được nhiêu dừa nha cả nhà. Con quay phim, con làm YouTube thầy. Dạ. Yeah. Con quay con làm kỷ niệm chừng nữa cho cháu ngoại con nó coi. Nó lớn lên cái nó coi. Nay mình bẻ được nhiêu đây, nhiêu đây mừng lắm cả nhà, tháng nắng mà được nhiêu đây mừng một vườn. Chào cả nhà. Bye bye, bye. Xin chào tạm biệt. Chào clip sau nha. Nhớ like ủng hộ mình nha, đăng ký kênh cho mình nha cả nhà. Có động lực mình đi làm nữa.